đây là có những người vô gia cư nữa nè. Nhìn phong cảnh giống trong phim mà có lần chúng ta coi Netflix TV rồi đó. Lần đầu tiên đến Nhật Bản, mình ngạc nhiên là ở bên tay trái các bạn thấy xả rác và người vô gia cư đang nằm ngủ. Phong cách ở đây thì rất là hiện đại, nhưng mà có một phần nào đó cũng rất là truyền thống. Shibuya, bà mẹ. Wow, đây chính là Shibuya Crossing nha các bạn. Con đường đông nhất. Đây là khúc đường nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, hay được lên phim Hollywood. Hôm nay mình sang món đặc biệt, đó chính là bánh chiên của Nhật Bản. Các bạn thấy đó, ở đây có rất là đông người, nhiều người thích ăn món này lắm. Đồ ăn lên là anh sẽ giúp cho mình nấu luôn nha các bạn. Ở đây là bạn trẻ này. Giờ bánh xong rồi các bạn, hấp dẫn. Trong lúc chờ bạn nhân viên nướng bánh, mình có đi vòng quanh cái tiệm để quay thêm phong cảnh ở trong bếp và ở quán không khí như thế nào. Tuy nhiên thì quản lý nói là mình không được đăng những cái cuộn phim đó trên YouTube, bởi vì phong cách ở Nhật thì họ rất là khắt khe về việc quay phim và đưa lên mạng, cho nên mình chỉ được quay đồ ăn và trên mặt của mình mà thôi. Nói chung thì đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn và cũng khá là ngon. Một cái bánh thì hơn 10 đô Canada, khoảng 7-8 đô tiền Mỹ. Tuy nhiên thì nó nghiêng về hướng mặn một chút xíu, bởi vì thời chiến tranh thì ở nước Nhật rất là nghèo, cho nên họ quen ăn đồ mặn. Cuối cùng tổng giá của mình là 1.400 yên, khoảng 14 đô Canada. Bây giờ là trưa thứ bảy, và khi mà đi ra Nhật Bản, các bạn thấy mùa mưa hay mùa nắng thì ra cũng sẽ cầm dù nữa. Ở đây cũng sợ nám lắm. Mỗi con hẻm đều có rất là đông người đi chơi. Người qua người lại, đông đúc. Về đêm thì mình đi khu phố Shinjuku, rất là đông đúc. Tuy nhiên khi mà hỏi để vào quán thì anh nhân viên nói là chỉ người nói tiếng Nhật mới vào được thôi. New guy, what's inside? This time hostess bar. But this time Japanese speaker only. Oh, Japanese only. They have samurai restaurant, English talking service. And drinking talking service. Oh, okay, okay. 4,000, go inside, 4,000. Okay. Màu sắc rất là đẹp, rực rỡ. Và kể cả những con hẻm nè, nhìn rất là đẹp luôn. Tokyo là thành phố không ngủ. Ở khu vực này sẽ có những dịch vụ và nhà hàng mở cửa xuyên đêm, cho nên ở đây các bạn sẽ không bao giờ bị chán. Khu vực này là đa số là ăn uống, quán bar và quán cà phê. Tuy nhiên ở đây không phải là chỗ nào các bạn cũng quay phim được. Mình phải để ý là có những nơi có thể quay phim mà có những nơi là không nên. Nhưng mà xuống đây thì quá đẹp, thành phố đèn rực rỡ tứ phía luôn, các bạn thấy không? Ở đây gọi là Shinjuku nhé. Ở đây gọi là cái hostel. Các bạn thấy người ta trang trí rất là đẹp. Nói chung là mình ở chung với những người khác giống như là một khách sạn, nhưng mà những cái bếp và nhà vệ sinh á, thì mọi người có thể dùng chung nhé. Trang trí và nhìn mấy cái cây rất là xanh tươi. Ở đây thì có máy toaster, máy uống nước và làm cà phê. Đó, chén, ly, tách, đồ chúng ta có thể dùng hết. Và có trà miễn phí luôn. Đồ ăn thì mình để tủ lạnh chung đây. Bếp lúc nào cũng sạch sẽ và có nhân viên dọn dẹp. Ở bên đây thì có ghế ngồi rất là thoải mái và những cái trò chơi họ để sẵn cho mình, thì mình có thể gặp gỡ bạn bè ở đây hoặc là đi chung một nhóm bạn, có thể ngồi để mà thư giãn, nói chuyện, uống nước. Nãy mình đang uống ly cà phê nè. Ở đằng trước lúc nào cũng có nhân viên để chào đón mình vào nè. Bên đây thì có những cái bàn để làm việc, mình có thể làm việc một mình hay là trong nhóm. Ở trên đây thì có bản đồ vẽ lên những cái người mà từng ở đây trên toàn thế giới luôn. Và nhìn xuống đây thì thấy mọi người và xe cộ qua lại. Nhưng bây giờ thì 5 giờ sáng, hôm qua thì mọi người đi chơi rất là trễ, cho nên bây giờ thì rất là vắng, các bạn thấy không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài và khám phá thành phố Tokyo nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá buổi sáng ở Tokyo như thế nào sau một cái đêm rất là dài.
Đây là một cái phong cảnh của một góc ở Tokyo sau một đêm thứ bảy. Các bạn trẻ ra đây tiệc tùng. Và còn lại là mấy ly nữa. Yes, it's very chill and Filipinos are very hospitable, like they're kind. And maybe if you like hot weather or if you want to live at the beaches, okay. It's very chill life. Manila or Cebu or Clark near Pampanga, it's developing. There are a lot of developments in Clark, hotels. What do you like most about Japan? Japan is a very chill country with good food, with kind people. Maybe just a little hard with the English stuff because it's hard with the language barrier. Đây là tiệm mì Nhật nè. Mỗi ghế ngồi nhỏ thế này đây. Chúng ta cho một cái ly uống nước. Sau đó mình có thể bỏ vào mình muốn ăn như thế nào đó. Light, medium, richness, medium. Khi mình điền đơn xong thì mình bấm cái nút sẽ có người tới lấy order và không cần phải thấy mặt luôn. Khi mình đến thì chúng ta sẽ điền vô mình muốn ăn cái loại mì nước như nào đó. Sau đó thì mình có cái ly, đóng cái màn lại luôn. Khi mà đồ ăn xong thì họ đem lại cho mình. Đây là phong cách kiểu Nhật. Mỗi người thì một cái bàn nhỏ vậy nè. Cái bếp thì đằng sau và trên đây thì có dụng cụ ăn uống hết luôn. Ví dụ như là đũa nè. Rồi khăn giấy ướt. Còn đây là những cái tấm thẻ bài. Này mình đi đâu đó. Trở lại. Cái này mình không hiểu gì mình để đây thì họ sẽ giải thích cho mình. Còn này muốn thêm cái tô nhỏ để mà ăn chung á thì gọi đây. Còn này ồn ào quá thì mình nói xin lỗi, ồn ào quá mình để đây. Thì mình muốn nói gì với nhân viên đây, mình lấy tấm bảng mình để ra đây. Bấm cái nút này là họ sẽ đến và họ sẽ xem tin nhắn của mình. Mình không cần phải nói chuyện trực tiếp cả. Nè, trên đây có số hết nè. Khi đồ ăn chuẩn bị xong là họ sẽ mở cái màn lên và để đồ ăn ở đây. Và chúc chúng ta bữa ăn ngon. Arigato. Đây là tô mì chúng ta đây các bạn. Nhìn rất là béo. Là mình sẽ có miếng thịt ở đây, hành, một tô vậy là 9 đô. Cái nước rất là ngon và béo nhé, có hương vị ngọt ngọt. Chỉ có Nhật Bản mới có nhiều giấy vệ sinh vậy nhé, không bao giờ mà hết giấy. Đây là cái quán được thành lập 1960 tới bây giờ. Khi mà vào để ăn thì dễ lắm, chúng ta chỉ cần chọn món mình thích đó, bỏ tiền vào đây và sau đó là tiền thối họ sẽ ra đây. Mình vô mình cứ ngồi đó, rồi mình để cái thẻ ngay cái bàn đó, là người ta đến người ta sẽ đem ăn cho mình. Ăn cũng khá ngon. Và nó nằm ở dưới tầng hầm. Cho nên xuống đây là chúng ta phải lên cái tầng. Rất là đông người vào, bạn thấy không? Chỉ khoảng mười mấy cái ghế thôi nhưng mà người ta vô rất là nườm nượp, tại chỗ này mở cửa 24/24 luôn. Và trên đây là ngay trung tâm Shibuya. Để mở cửa chúng ta chỉ kéo lên như vậy thôi và bên trong sẽ có một cái giường và một cái đồ mặc áo. Sau đó chúng ta dùng cái remote ở đây để mà điều chỉnh cái sofa thành cái giường để ngủ. Chúng ta dọn vô thì nó sẽ có hai khăn chuẩn bị như thế này và bên đây thì có một cái gương. Còn đi ra ngoài chúng ta chỉ cần kéo cửa xuống thôi. Đó, buồn ở đâu thì nó đứng ở đó. Và đây có thể là mô hình mà người ta sống trong tương lai, bởi vì rất là hạn chế đất cho nên là phải ở những căn phòng nhỏ. Mình đang trên lầu 9 thì khu vực này nam với nữ lẫn lộn. Có những cái phòng thì chỉ có nữ ở thôi. Ở đây chúng ta sẽ có phòng tắm nè. Và đây chuẩn bị xà bông hết thì bật nước lên là tắm ở đây thôi. Đóng cửa lại thì rất là liên tư. Bên đây thì chỗ đánh răng rửa mặt và có máy sấy tóc sẵn cho mình luôn. Ở đây thì cho chúng ta khăn để mà tắm lau mình, xong thì mình quăng nó vô đây thì người ta sẽ giặt mỗi ngày.
Đây là khu vực để mà giặt đồ và nhà vệ sinh. Ở đây thì khoảng 3 đô chúng ta có thể giặt một máy đồ đến lên 8 kg. Và ở đây thì sấy đồ, 1 đô thì 15 phút. Thì nếu mà cần lâu thì mình bỏ nhiều tiền thôi. Ở đây có chỗ rửa tay, rửa mặt. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất là xịn. Khi mở cửa vô mình đi vào nó biết thì nó tự động mở lên. Sau đó chúng ta có thể xịt nước, rửa mông hay là muốn sấy nước thì bấm cái nút đây. Khi mà ra thì nó sẽ tự đóng cửa lại. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có một cầu thang đi lên đi xuống nếu cần thiết, không cần phải đi cầu thang máy. Đây là cái view từ trên lầu 10 của cái tòa nhà mình đang ở. Thì nhìn xa các bạn thấy có rất là nhiều tòa nhà, nhưng mà ở dưới thì cây cối rất là nhiều, cũng xanh tươi mát lắm. Bây giờ thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Chúng ta sẽ ra ngoài và quay phim, khám phá thành phố chút xíu nhé. Đây là những cái tầng lầu ở trong cái tòa nhà này. Có những phòng thì chỉ có nam thôi, và có phòng thì nam nữ lẫn lộn, hoặc là nữ thôi. Và dưới đây thì chúng ta sẽ có khu vực để mà nấu ăn hay là ngồi chơi. Từ cái bàn ngồi chúng ta có thể nhìn cảnh ở bên ngoài đó, người Nhật qua lại họ đi làm hay là đi chơi gì đó. Singapore ở đây, thì Việt Nam trên đây. Nhưng mà không thấy nhiều người Việt Nam ở đây lắm. Khu vực rất là sạch sẽ, yên tĩnh, lúc nào người ta cũng dọn dẹp. Có những nhân viên làm việc ở đây. Wow, ly cà phê rất là thơm ngon nhé. Bây giờ thì mình sẽ uống hết ly cà phê và sau đó mình sẽ ra ngoài để khám phá thêm về những khu vực đông vui ở Nhật Bản nha các bạn. Ok, let's go. The B, đồ ăn healthy mà các bạn trẻ chờ đây cũng rất là nhiều nhé. Ship hàng. Đa số là bạn nữ không? This is oishi, delicious food. This is good. Good. Many people waiting. Ở bên Nhật nè các bạn, kể cả cây cột đèn mà cũng có quảng cáo trên đây nữa. Cho nói người Nhật rất là giỏi về marketing và làm business. Thì những cái chi tiết nhỏ mà không có bên đây cũng có nè. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở Roppongi. Đây là khu vực kiểu họp đêm, quán bar, ăn nhậu. Thì nói chung là dân chơi thường sẽ đi chơi ở Roppongi đến khuya tối luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trung tâm để xem khu vực nổi tiếng này ở Nhật Bản đông vui như thế nào nhé. Nếu mà các bạn muốn đến thì có thể bấm vô chữ Roppongi. Để đến thì rất là đông đúc. Ở đây có một bức tượng để tượng trưng một người phụ nữ đánh đàn. Blow Casino. Ở bên Nhật thực ra không có cho phép để mà chơi casino, cho nên đây là một trò chơi mà chúng ta mua chip và chơi những cái trò giống như ở trong sòng bài đó, nhưng mà chơi vui thôi. Mua chip sao đổi thành rượu uống chứ không đổi thành tiền được. Mới đi ngang khu vực Roppongi thì mình thấy Kobe Beef. Nói chung là ở Nhật Bản có một khu vực gọi là Kobe và họ làm thịt bò rất là tươi ngon. Và ở trên lầu 6 thì quảng cáo là có Masu Roppongi. Đây là khu vực rất là đông vui và nhiều nhà hàng. Tuy là mình không đói lắm nhưng mà chúng ta sẽ vào đi ăn thử nha các bạn. Masu Roppongi xem ngon thế nào. Và ở trên lầu 5 thì chúng ta sẽ có private karaoke. Đó, phòng karaoke luôn. Thì trên đường chúng ta đi thẳng vào đây. Có cầu thang máy bấm số 6. Bây giờ thì mình sẽ lên lầu 6 ăn thử thịt bò Wagyu coi ở Nhật Bản có ngon hay không. Hello, how are you? One person? I can film in here, no problem? The food? Okay, one. Vô là được phục vụ liền nha quý vị. Hello. Arigato. Wow, lịch sự lắm nha. Đẩy ghế rồi cho mình. Trên đây cũng rất là trống, chỉ có mình và một người khách khác thôi. Đây là thương hiệu của Masu, đầu con bò. Bò Kobe được khỏi chê rồi. Và đầu bếp đang làm rồi, các bạn thấy nè, đầu bếp đang làm là sao. Alright, thank you very much.
This is Kobe beef. It's popular here. Oh, Kobe beef, all about the A5. A5 from Kobe. From Kobe, yeah. Kagoshima, Hokkaido. Hokkaido. Number one, high grade. High grade A5. Okay. What do you recommend for one person? Wagyu set. Wagyu set. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử ba loại thịt khác nhau. Bò Wagyu ở đây ngon thế nào? Ba loại thịt có nghĩa là gì? Bò A5 là thượng hạng nhất, thì ba cái vùng của con bò nhé. Okay. Alright, I will get the three. Nhìn bếp sạch sẽ. Ở đây ngồi không được nhiều ghế lắm đâu. Nhưng chúng ta có gia đình thì ngồi ở đây. Còn nếu mà ai đi một cặp rồi ngồi riêng thì ngồi ngay đây luôn, trước mặt của các đầu bếp đang làm việc. How many years is open? 5 years. Mm. Japanese owner as well. Japanese owner. Oh, owner. Oh, hello. I thought he's customer. Where are you from? I'm from Canada. Oh, wow. Nhìn đẹp mắt quá ha. Đây là ba loại thịt khác nhau. Trang trí đẹp quá. This one, Kiwami Karabi, B1. Okay. And this one, Isuji. This place. Okay. And this one, Tomo Shongaku. Okay. Very good. This present for refugee. Okay. Arigato. Thank you. Which one is the best one? Which piece is good? All best. It's best. Just for very nice piece. Wow, có bông hoa rồi đẹp chưa? Và cho thêm mình một miếng thịt miễn phí đây nữa nè. Rất là đáng giá luôn. Delicious. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cục bơ nha. Đó, mình bỏ ở đây. Wow, ngạt lửa luôn. Đó, để cho nó không có dính. Nhưng mà thật ra cái này nhiều mỡ thì mình nghĩ cũng không có dính lắm đâu. Hello, can you help me cook one piece? Show. Nói chung mình không có giỏi về cái việc mà nướng thịt bò, cho nên mình đã kêu anh tiếp viên này giúp cho mình nấu thử một miếng, xem thử ra sao các bạn. Chứ mình không biết mình nấu hư cái thịt nữa. Một cái dĩa được 9 miếng thịt là 75 đô. Mỗi miếng vậy là gần 10 đô nha các bạn. Mình nướng trước 3 miếng này. How long you work here? One year. One year. Very tall. You are very tall. Thank you. Oh wow. Đó, đây là một chút nâu nâu rồi, chúng ta sẽ lật qua các bạn. Tại cái này nếu mà chúng ta không biết mà nướng lâu quá thì nó sẽ chín thì nó không có ngon. Cho nên là phải lật làm sao để cho nó vừa đủ chín tới là mới ăn. Cắn như một cái là mỡ nó xì ra nhiều lắm. Rất là mềm, được tan trong miệng luôn. Có một chút dai nhất định ở bên ngoài khi nó chín đó. Thì ở bên ngoài thì nó giòn và dai một xíu. Trong giữa thì giống như là mình ăn nó xịt mỡ ra, rất là béo trong miệng và nó tan trong miệng mình. Một cái dĩa này thôi, bông hoa nhiều lắm. Miếng này bự rồi nha.
khỏi nhiều, không biết có đúng hay không. Vào là cũng bao chín lắm nha. Vậy là xong rồi các bạn, không cần phải chín lâu lắm. À, dưới 30 giây thôi là gấp ra ăn được rồi. Bây giờ đến được cái miếng thịt này nha. Wow. Nó mềm dễ cắn. Cái độ dai cái này giống như là ăn gan vậy bạn. Giờ chúng ta sẽ thử cái món thứ ba. Arigato, thank you. Thực ra thịt bò ăn sái cũng được, cho nên là quan trọng là mình đừng có nấu lâu quá. Miếng này cũng giòn giòn, dai dai. Cho miếng này là 9 điểm các bạn. Cái miếng đầu tiên là 9 điểm rưỡi. Miếng này ngon quá luôn. 9 điểm rưỡi. Không có dai. Rất là béo. Tổng bill chúng ta là 7.860, tính là khoảng 78 đô. Alright, take care, good night. Vừa mới ăn xong thì trời cũng đã sập tối. Đây nè, lầu 6 là Masu Kiwami. Khi mình lên thì chỉ có mình với chủ quán ngồi thôi. À, nói chung là tiệm rất là ngon, mọi người rất là thân thiện. Sáng hôm sau thì chúng ta ăn tại nhà nghỉ nơi mình đang ở. Đồ ăn cũng đa dạng. Và nếu trả tiền trước thì chỉ có 5 đô Canada, tính ra là 500 yen tiền của Nhật. Đồ ăn cũng đa dạng. Và ngồi ăn ở đây thì nó thoải mái, không cần phải đi ra ngoài. Có nước lọc healthy, nước cam, sữa, trà và cà phê. Và đặc biệt là đồ ăn, chúng ta muốn lấy mấy lần cũng được, ăn no thì thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức và đi ra ngoài khám phá thêm ở thành phố Tokyo nhé. Hôm nay chúng ta đổi tiền được giá tốt là 108 cho 1 đô tiền Canada. Mình đổi hôm qua thì có 97 thôi, dùng cái máy. Cho nên là vô chỗ đổi tiền thì tốt hơn. Mình đang ở cái chỗ gọi là Parko. Thì đối diện trong thương mại Parko chúng ta sẽ có cái tiệm nhỏ nhỏ thế này đây, ghi chữ Currency Exchange. Bây giờ thì mưa vừa tạnh, cũng là một lúc rất là tốt để đi ra ngoài đi khám phá. Mình sẽ qua một khu vực mới cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ở đó thì có nhiều tiệm quán trưng bày những cái mặt hàng và đồ ăn rất là lạ, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ qua đó. Mỗi lần mình đi trên đường phố của Tokyo, tôi cảm giác giống như đang ở trong một cuộn phim vậy đó. Các bạn thấy đó, mọi thứ rất là màu mè và nhìn cũng khá là cổ điển. So với bên Canada mình thì những cái tòa nhà cao ốc màu xám, màu trắng, màu đen thì nó sẽ thiếu một cái màu sắc và văn hóa giống như loại Nhật Bản. Bây giờ thì mình sẽ đi mua cái SIM card để có cái wifi mạnh hơn để chúng ta có thể livestream nhé. Bây giờ mình ra đường lớn rồi, sẽ đi tìm một cái tiệm nào đó bán wifi. Đây là cái chợ Nhật Bản gọi là Mega Don Quixote. Mega, đây là một cái tiệm đặc biệt của cái thương hiệu này. Là đây là cái tiệm lớn, có luôn đồ ăn. Có tổng cộng là khoảng 7 tầng lầu. Nói chung là tất cả những cái gì mà các bạn có thể tưởng tượng ra thì ở đây có bán hết luôn. Bây giờ mình đang ở tầng 1. Bên đây thì có tủ lạnh bán những cái đồ tươi.
có mì, trái cây, rau cải, đầy đủ thực phẩm hết nhé, bán trứng luôn nè. Một vỉ trứng bên Nhật Bản là 298, tính ra là gần 3 đô tiền Canada mình 12 cái trứng. Tính ra là cũng gần bằng bên Canada luôn. Và bên đây có nhiều đồ khô và đồ tươi. Thịt thà cũng có bên kia luôn, thịt bò, thịt heo, thịt gà. Chúng ta có thể mua về và nấu ăn. Đây có bánh mì nè, 1 đô một ổ mì cũng rẻ nha. Có nhiều loại thịt khác nhau, cắt ra nhìn cũng sạch sẽ lắm. Một vỉ thịt như vậy chỉ có 12 đô thôi. Đó, 3 loại thịt luôn. Cái là 6 đô, thịt gà thì 5 đô. Nói chung là nó cũng tương tự với bên Canada, chứ không có rẻ hơn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên những cái lầu trên kia có gì vui không. Bên đây thì bán những mặt hàng mỹ phẩm, mỹ phẩm cho phụ nữ. Thì nói chung là ở bên Nhật Bản mỹ phẩm rất là nổi tiếng luôn. Và mỗi cái Don Quixote này họ cách trang trí và trình bày y như nhau luôn. Mấy cái này chắc là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng gì. Đi đâu cũng nghe nhạc sập sình và những cái máy quảng cáo. Đây là khu vực kiếm tiền. Ở trên lầu 2 thì dành cho bánh trái. Đây con cua sấy khô nè, cua thiệt luôn hả? À, bên đây là scallop. Bịch scallop giờ là 79 đô. Cũng không có rẻ. Ở đây thì bánh ngọt nè. Bên đây có bán rượu hay gì nữa nè. À, liquor, plum liquor, 33 đô. Bán nhiều loại rượu lắm luôn. Đây là đồ dùng trong nhà giống như là xà bông, giặt đồ. Người Tây ở đây sinh sống cũng nhiều và họ đi mua sắm ở đây luôn. Mình mới đi vào cái tiệm lobby để tìm một cái internet cho nó nhanh. Nhưng mà có điều là mình người du lịch đó không có thể mua được cái contract. Chỉ có contract thì mình mới đi theo Docomo hoặc là SoftBank, là hai thương hiệu kiểu nhanh nhất. Cái mạng của nó thì đi từ cái satellite xuống, cho nên chúng ta có thể đi live streaming rất là nhanh. Còn nếu mà mình đi du lịch đó, thì mình phải mua kiểu cái là hạng 2. Thì cái wifi của hạng 2 thì nó sẽ chậm hơn nhiều. Cho nên là mình phải tạm thời dùng cái này thôi. Tuy nhiên là khi live stream thì nó sẽ không có rõ mấy. Gần đây thì mình thấy có một cái nhà hàng Việt Nam. Thì chúng ta sẽ đi tìm và ăn thử cái đoạn Việt Nam đây như thế nào. Đây, Vietnamese Cuisine. Ngay cái đường Shibuya lớn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào ăn thử. Hoàng Ngân. Đây là thực đơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái đồ ăn Việt Nam ở bên Nhật Bản như thế nào và giá cả ra sao. Một tô phở bò, có tiếng Việt luôn. Một tô phở bò là 9 đô Canada. Đây là phở đặc biệt, là gần 10 đô. Cái tô này ở Việt Nam chỉ khoảng 50 ngàn là cùng thôi. Cái là bên đây gấp 3, gấp 4 lần. Mới vô thì cho chúng ta được bình nước miễn phí nè. Giấm tỏi, tương ớt. Và này giống như xả tế vậy đó. Nhà hàng thì nhìn cũng lịch sự, trang trí những cái đền Huế đâu nè. Và nhìn ở đây thì phong cảnh của Shibuya. Mình sẽ đi vòng quanh xem cái nhà hàng như thế nào. Ở trên tường các bạn thấy nè, trang trí những phong cảnh giống như là Hà Nội xưa hay là Huế vậy đó. Đây những cái lồng đèn Hội An. Bên đây là chùa Một Cột. Em quay phim được không anh cho cái YouTube? Cảm ơn ạ. À, đây là trong bếp này. Hello. À, mấy anh là người Việt Nam luôn. À, anh là người ở khu vực nào ở Việt Nam? Ngoài Bắc. À, ngoài Bắc, Hà Nội. Hà Nội. À, Hà Nội. À, vậy là phở mình là nấu theo kiểu phong cách Bắc luôn hả? Vâng. Phở Hà Nội luôn. Hai anh là kiểu chủ tiệm hay là anh làm ở đây? Làm bếp. Vậy là chủ của mình là cũng người Hà Nội luôn, chủ tiệm của mình. À, Phú Hòa. Wow, nhìn đã sắc quá. Đây là cái này là bún, bún chả. Tiệm mình mở được bao lâu rồi anh? 20 năm. Oh wow, 20 năm rồi. Ở đây thì buôn bán đa số người Nhật tới hay có người nước ngoài luôn. Tất cả mọi người sinh sống ở Shibuya.
này là đang trường hả? Đang trường Lam Trường. Còn này ca sĩ gì em quên luôn rồi. Ở đây là những cái viết của những người ca sĩ nổi tiếng anh. Wow. Đây là cựu phó thủ tướng. Cựu phó thủ tướng. À, đây là cầu thủ bóng đá. À, à, là chỗ này là ca sĩ. À, là họ từ ngang cái quán của mình luôn. Dạ vâng. À, à, vậy là 20 năm nói chung là mình là một những quán mà xưa nhất đây ở đây. Vâng. Bây giờ thì ở khu vực cộng đồng Việt Nam thì họ sẽ ở khu nào ở Tokyo anh? Dạ, ở hầu như ở Shinobu nhiều. Ở đó là cái phía nam của đây đúng không? Vâng. Cách đây khoảng mấy ga. Ở đây sống an toàn rồi không anh? Kiểu cuộc sống thoải mái. Thoải mái, an toàn. Đi lại. Anh cho giống toàn, anh chứng ướt rồi. Dạ, đầy đủ không? À, cảm ơn anh nhiều nha. Tô phở mình đã đến các bạn. Cái này là khoảng 180 ngàn. À, tô phở đặc biệt. Tôi phở trước đây. Nói chung là hương vị phở khá đậm đà và thơm ngon các bạn. Nó có một chút béo và nhiều loại thịt khác nhau. Cũng tươi ngon lắm. Một tô thì bằng mỗi tô ramen đây. Hoàng Ngân tuyệt vời si dời của Lưu Phước Thịnh. Thân tặng Hoàng Ngân của Lam Trường. Và Nam Cường nói là món ăn rất ngon, rất Việt Nam, hẹn ngày gặp lại. Thân tặng quán Hoàng Ngân của Đan Trường. Thiền tục nói là mong trở lại. Chúc quán Hoàng Ngân ngày thành công hơn là Bình Hương và rất đậm đà hương vị Việt Nam trên đất Nhật Bản. Chúc mừng của Phạm Bình Minh và đa thành của những người ca sĩ nổi tiếng này. Ở đây có phòng riêng nè, có một bức tranh tuyệt vời luôn. Những cô gái mặc đồ kiểu xưa. Và chúng ta có gia đình khoảng 8-10 người á, thì mình ngồi trong phòng riêng, còn nếu không thì ngồi bên ngoài. Bây giờ khách đông nhé. Ok, bây giờ chúng ta chào tạm biệt với Hoàng Ngân. Nói chung là đồ ăn cũng khá ngon các bạn. Giá cả phải chăng so với khu vực Shibuya ở bên Nhật Bản.